đập nữa, đúng rồi, đập nữa. Giấy tờ đưa ra. Bây giờ tôi nói với anh là làm việc trên nuôi đâu rồi, nuôi đã gọi là văn bản được hết rồi. Mấy anh không hợp tác. Tôi không hợp tác. Ở đây là tụi tôi sẽ tôi được tiến hành tháo dỡ đại hành trạng đối với đất vi phạm. Vậy thì anh không muốn làm việc với cơ quan chức năng để tống đạt quyết định, đúng không? Tụi này sẽ vô cưỡng chế trả lại hành trạng. Tôi nói an ninh mời chú ra ngồi. Bây giờ tôi sẽ không phát ngôn. Tôi tự xưng của chủ tịch nước nè, được không? Anh cũng làm. Chủ đất kêu rồi tụi em mời ra. Dạ. Cái này là chủ đất kêu mà. Dạ thì anh bắt anh ra ngồi đó. Cái anh áo hồng tôi mời anh ra ngồi đó. Vậy thì anh cái này anh chưa có một cái giấy tờ gì hết. Tôi cho anh cái này lại cho tôi. Anh không ra cưỡng chế ra. Mời anh ra ngồi. Nói bây giờ không, bớt ra. Bây giờ ra, ngồi đây lo ngoài. Thứ hai nội dung này của anh chúng tôi sẽ trao đổi bên tôi giữ lại cái đoạn video này. Em đập luôn cái điện thoại đó đã đập được đó nha. Có quyền tắt thuyền không? Không có. Đập máy quay. Đập máy quay đi, đập máy quay đi. Đập máy quay đi. Dạ đây em đập cho. Anh để đó em đập cho. Người này không phải người công ty, họ đi vô đội nhóm, nắm đầu giục ra.